các bạn chuẩn bị theo dõi trận chung kết đồng đội nữ giữa cầu thủ đội Thái Lan và Indonesia. Đội Thái Lan mặc áo xanh ở xa màn hình hơn, còn đội Indo thì mặc áo đỏ đứng ở gần màn hình hơn. Tỷ số bây giờ đang là 16 đều. Cầu thủ Thái Lan mặc áo xanh, quần xanh đang chuẩn bị phát cầu. Đây là trận chung kết đồng đội nữ. Đây là trận đấu đầu tiên và cũng là xét đấu đầu tiên giữa đội Thái Lan và đội Indonesia. Đây là một trận đơn 19-16 cho Thái Lan. Xét đơn đầu tiên, đó cũng là trận đơn đầu tiên. Alo, ban tổ chức tôi xin công bố để trận đấu diễn ra ngay lập tức. Đây, tất cả cái này thiếu sáng nó tự bật đèn này. Thái Lan và Indo thì Thái Lan đã dẫn với tỷ số 21-17.